Đập cầu rất tốt từ Huy. Tiếp tục là một pha dứt điểm tốt của Đồng Quang Huy. Mọi người đã nhiệt tình giúp mình chia sẻ. Lại tiếp tục là một pha đập cầu rất tốt của Đồng Quang Huy. Tiên nha mọi người. Rất tốt. Điểm số 7-8 cho Đồng Quang Huy. Nội dung đồng đội nữ giữa Thái Bình và Bắc Giang. Đập cầu quá tốt từ Quang Huy. Điểm 8-9. Chắc một thắng 21-8, 21-9 gì đấy ạ. Lại là một pha cầu tốt. Hay rồi em. Phong lao rất hay. Tiếp tục là một tình huống phong lao khá khéo léo. Xòa rất tốt. Bền lên tí nữa. Ăn thôi. Ôi hay quá. Hà Nội và quân đội. Trước mắt các bạn đây là trận đấu giữa Tiến Tuấn của Hà Nội tay vợt phía gần màn hình và Lê Đức Phát của quân đội tay vợt phía xa màn hình. Hùng tin rằng đây cũng sẽ là một trận đấu có những đường cầu giằng co tương đối hay. Dưới rồi 75C rồi, nôn quá. Ok Nguyễn Toàn, đánh cho em xin cảm nhận nhá. Rất đáng tiếc cầu ngoài sân. Bán kết đội nào vậy? Hồ Chí Minh gặp Lâm Đồng anh ơi. Đập cầu rất tốt từ Tiến Minh. Huy phong cầu cũng khá chắc tay. Cao rồi. 4-1 cho Tiến Minh trong set đấu thứ nhất. Thủ cầu rất chắc chắn từ Đồng Quang Huy. Một pha cầu khá đơn giản. Bị trạng thái tâm lý như vậy. Đập cầu ngoài sân, đội điểm 26 cho Huy. Ok, hai anh Hoàng Lập, xin chào anh Tạ Hiếu. Chúng ta cổ vũ cho Đồng Quang Huy nào. Vâng, những pha đập cầu chéo sân thực sự quá khó chịu của Tiến Minh. Người có thể xem trận đấu giữa Đức Phát và Tiến Tuấn. Đồng Quang Huy ve cầu hơi cao một chút, nhưng cũng đánh cầu tương đối ăn. Đập cầu hơi vội vàng từ Tiến Minh. Đang đầu quân cho Lâm Đồng. Ở giải đấu này Quang Huy toàn thắng tất cả các trận. Đập cầu quá căng. Đúng không ạ? Đúng rồi, Huy cứ nắn nót đường cầu, cứ đánh bình tĩnh thôi. Hay quá em ơi. Cầu ngoài sân khá nhiều. Lại ngoài sân rồi. Đấy là hỏng. Hay lắm Huy ơi, cố lên. Cổ vũ, công khai cổ vũ cho Đồng Quang Huy nhá. Ăn không em? Rồi, cầu tốt. Đội điểm 40. Cầu tốt. Điểm 50. Văn Lập, cứ có Tiến Minh là hay rồi. Rất tốt, phản cầu rất tự tin được ông Quang Huy. Rồi, cố gắng bình tĩnh em ơi, đúng rồi. Dứt điểm. Đập cầu chéo sân, ra ngoài mất rồi. Bỏ cầu chính xác, cầu ngoài sân 61. Hơi ngợp đường cầu một tí. Hy vọng set 2 Huy đánh cố gắng hơn. Đập rất căng. Cầu trong sân. Đêm nay sẽ up, nhưng mà mạng ở nhà nghỉ kém lắm. Cầu trên mà anh, đường cầu sắc và mạnh hơn. Huy nó cũng giật mình. Xem Tiến Minh. Rồi tốt em. Rồi, không vội vàng. Phán đoán sai hướng rồi. Đức Phát ra thì thực sự khó có ai có thể giằng co với Tiến Minh một chút. Cầu. Hay, một pha hai nhịp rất hay của Đồng Quang Huy. Rất tiếc thủ ấy, hỏng. Hay quá bạn ơi, cảm ơn đã phát cho mọi người. Ok anh Vũ Quang Hưng giúp em chia sẻ. Mọi người giúp em chia sẻ nha. Tài cầu rất tự tin, cơ hội dứt điểm. Rất là khó. Vội rồi, vội rồi.
xem Tiến Minh phong chắc tay như thế cơ mà. Cầu trong sân, kiểu gì Hồ Chí Minh mai trả vào chung kết. Mai có đánh nha, mai Hồ Chí Minh gặp Hà Nội. Z. Bạn có bạn bình luận anh Tiến Minh đánh 100Z. Nhưng mà hình như không phải đâu. 100Z Hùng biết mà. Trận đấu thứ hai bắt đầu. Hy vọng Đồng Quang Huy đánh set 2 này sẽ hay hơn. Cầu ngoài sân. Đập cầu rất tốt từ Huy. Tiếp tục là một pha dứt điểm tốt của Đồng Quang Huy. Chia sẻ cho những người khác cùng xem với chứ. Toàn thấy xem một mình thôi. Huy đập cũng căng phết. Đúng rồi, đang tường thuật trực tiếp nha mọi người. Ok, em xin chào anh Nguyễn Thế Anh, cảm ơn đã chia sẻ. Có mọi người ạ, lúc nãy Hùng không để ý đoạn cuối. Kê cầu rất hay từ Quang Huy. Mọi người đã nhiệt tình giúp Hùng chia sẻ. Lại tiếp tục là một pha đập cầu rất tốt của Đồng Quang Huy. Cố lên cháu Huy. Huy cố gắng lên 15. Non rồi. Rất đơn giản từ Nguyễn Tiến Minh. Cầu lỗi từ Tiến Minh có vẻ đèn hơi chói. Pha bấm cầu rất nhẹ nhàng. Trận đấu của Hà Nội và Quân Đội trên kênh YouTube của Hùng vào sáng ngày mai ở chất lượng Full HD. Sao bỏ em nhờ, quả đấy tiên nha mọi người. Rất tốt. Điểm số 7-8 cho Đồng Quang Huy. Cầu ngoài sân rồi. Có sẽ tường thuật trực tiếp 8 giờ. Trận đấu ở nội dung đồng đội nữ giữa Thái Bình và Bắc Giang. Đập cầu quá tốt từ Quang Huy. Điểm 8-9. Trong một thắng 21-8, 21-9 gì đấy ạ. Lại là một pha cầu tốt. Hay rồi em. Phong lao rất hay. Tiếp tục là một tình huống phong lao khá khéo léo. Xòa rất tốt. Bền lên tí nữa. Ăn thôi. Ôi hay quá. Vẫn đủ chân. Cầu ngoài sân. Nam thì có đập cầu tốt nhá. Rất đáng tiếc một pha cầu hơi thiếu lực từ đạo Quang Huy. Huy đập khá có lực. Người rất bé nhưng đập cầu rất căng. Huy đánh set này tự tin đấy. Tiến Minh ngửa luôn. Rất hay. Về tập thêm thể lực sang Lam ăn được đấy. Huy người nó hơi bé nên cũng hơi bất lợi về thể hình anh ạ. Hơi non rồi. Rồi liên tục những pha ép trái từ Quang Huy. Một pha kéo lưới rất sát. Dứt điểm. Rồi liên tục phong lao ép góc. Cầu trong sân. Điểm số rút ngắn 11-12 cho Quang Huy. Hơi non. Cầu non mà đập thẳng vào người thực sự rất khó đỡ mọi người ạ. Hai. Những quả chéo sân của Tiến Minh thực sự khá bất ngờ. Nếu vận động viên không đủ chắc chân thì không theo được. Cầu ngoài sân. Một trận đấu hay như này Hùng mong muốn có con số 2k người xem chứ không phải là 1,3k như này. Cổ vũ cho Đồng Quang Huy nào. Cầu vẫn trong sân. Quá non. Không biết phải là em Nguyễn Quang Linh không hay là ai khác. Lại đẩn cầu hai nhịp hơi non từ Quang Huy rồi. Huy cố gắng làm điểm ăn. Bấm cầu hai nhịp rất hay. Rất đáng tiếc cầu ngoài sân. Anh đã giúp em chia sẻ nha.
Ok, Tiến Minh đánh lúc nào cũng hết mình. Huy cố lên, ok, Nguyễn Tuấn phan cứng luôn.